giới thiệu cho quý vị một chiếc đèn treo trần, đèn mổ treo trần một nhánh, và đây là dạng 5 cánh hoa mai đây, quý vị nhìn được. Thì trước đây chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị cái dạng đèn 2 nhánh cũng 5 cánh, thì bây giờ đây chúng ta sẽ có dạng đèn 1 nhánh. Thì về cơ bản các thông số kỹ thuật cũng như là về bóng đèn tất cả mọi thứ nó đều giống nhau, nó không khác gì so với cái mẫu đèn trước mà chúng tôi giới thiệu. Thì quý vị có thể xem cụ thể chi tiết ở cái video đấy. Còn video này thì tôi sẽ chỉ nói về những cái điểm khác biệt thôi. Thì đầu tiên, tất nhiên là một nhánh thì nó sẽ, thứ nhất là nó nhỏ gọn hơn, thứ hai là chi phí nó rẻ hơn, thì nó sẽ phù hợp với các cái phòng tiểu phẫu hay là các chuyên khoa da liễu, da mỏng mặt, hay là các khoa mà cần cái công suất đèn nhỏ. Đấy, thì đây là chiếc đèn phù hợp chúng ta, giá nó khá là mềm mại so với việc chúng ta đầu tư đèn hai nhánh. Thì đấy là cái đầu tiên này. Thứ hai là chức năng thì nó đáp ứng đủ các cái yêu cầu. Đấy. Chỉ cần bật nút lên, đây chúng ta có phần công tắc này với 5 nút điều chỉnh, thì vẫn thế thôi, nó sẽ là 5 à, nó sẽ là hai loại bóng đèn, bóng trắng và bóng vàng, để đảm bảo cho ra cái trường nhìn tốt nhất chúng ta và có thể điều chỉnh được cái độ gần xa. Và cái ưu điểm của cái dòng đèn 5 cánh hoa mai như thế này thì đó là cái khuất bóng của nó, cái khả năng không bị khuất bóng. Đây, tôi đang che ở chính giữa của cái đường đi của ánh sáng này, nhưng quý vị nhìn cái trường nhìn chúng ta bị che rất là ít, bị ảnh hưởng rất là ít. Tất nhiên rồi thì trên thị trường không có cái dòng đèn nào mà có thể khử hoàn toàn được cái khuất bóng này, mà chúng ta chỉ có thể khắc phục bằng cách là dùng hai nhánh đèn để che, để khắc phục cái phần cái khuất này thôi. Đấy, thì ở đây chúng ta đang chỉ có một nhánh, thì với cái lợi thế là 5 cánh hoa mai như thế này, cái việc che nó sẽ, cái việc khuất bóng nó sẽ được tối ưu hơn. Chính vì thế mà chúng ta nên chọn cái dòng 5 cánh. Nếu mà một nhánh chúng ta nên chọn cái dòng 5 cánh hoa mai như thế này, thay vì việc chọn cái dòng trống tròn, vì trống tròn nó cũng rẻ hơn một tí thôi, một chút thôi. Cái tiếp theo thì đây, nó vẫn có cái chức năng ánh sáng nhỏ như thế này để chúng ta dùng trong các cái phẫu thuật nội soi, chỉ cần một cái lượng sáng rất là nhỏ thôi, nó có thể tăng dài. Cái này thì hầu như chiếc đèn nào bây giờ cũng đều có hết rồi, đèn led đều có hết rồi. Và cũng như các mẫu đèn khác, chúng ta sẽ điều chỉnh được cả hai loại bóng đèn, cái cường độ sáng của cả hai loại bóng đèn cho nó phù hợp với cái mắt của chúng ta, để không bị mỏi mắt trong quá trình sử dụng. Và chắc chắn rồi thì đèn phải có phần khung được làm bằng thép, và đây là cái phần mà chúng ta gắn lên trần. Đấy, phần gắn với cái trụ lên trần thì nó sẽ được làm bằng thép này. Ở bên trong này, đây là cái phần cánh tay nối, thì nó sẽ được bên trong sẽ làm bằng thép và bên ngoài sẽ được bọc nhựa để đảm bảo cách điện. Đấy, và phần chúng ta sử dụng ở dưới này thì nó sẽ, những cái phần chúng ta tiếp xúc vào nó sẽ là bằng nhựa, như cái tay cầm tiệt trùng này. Đấy, và cái phần bản điều khiển đều là bằng nhựa để chúng ta không bị để chúng ta có thể cách điện được khi mà sử dụng. Và vừa rồi là chiếc đèn led treo trần một nhánh 5 cánh hoa mai của chúng tôi. Thì đối với các dòng đèn led ở trên thị trường thì nó bây giờ nó khá là tương đồng với nhau và không có những cái điểm nổi trội gì nhiều về chức năng của sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta lựa chọn sản phẩm, sẽ lựa chọn đó là đơn vị nào có thể cung cấp được cho quý vị với cái chất lượng tốt nhất và cái chi phí tối ưu nhất thôi. Đấy, thì bây giờ sẽ có đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho quý vị từ khâu lúc mà hàng về đến lúc hàng đi, đến nơi của khách hàng và lắp đặt, thì sẽ có đội ngũ kỹ thuật xử lý cho quý vị. Và thứ hai là với lợi nhuận trực tiếp từ nhà sản xuất và cung cấp đến tận tay của khách hàng và không qua các trung gian, thì sẽ giảm thiểu được tối đa cái khoản tiền chênh. Chính vì vậy sẽ cung cấp được cho quý vị với cái mức chi phí tối ưu nhất. Vậy nếu như quý vị có nhu cầu về bất kỳ một dòng đèn mổ hay là bất kỳ một cái dòng thiết bị bệnh viện nào, hãy có điện số này trên màn hình của chúng tôi để cho các bạn nhân viên tư vấn cho quý vị những cái bộ sản phẩm phù hợp nhất. Thiết bị tế bào lợi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.